Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Trên hai tay của mình hiện nay đang là hai chiếc máy thuộc dòng A của Samsung. Bên tay phải của mình là chiếc Samsung Galaxy A3 và bên trái là chiếc Samsung Galaxy A5. Và cả hai chiếc máy này thì đều là thuộc phiên bản 2016. A5 thì mình làm video nhiều rồi, còn A3 thì là gần đây có cái con bánh bèo tên là gì nhỉ? V1 lú nó có trên tay trên S Channel ấy. Và các bạn có thể tìm video của bạn ấy để xem thêm chi tiết. Và hôm nay thì mình sẽ có một video đặt hai chiếc máy này lên bàn cân và để cùng xăm soi những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiếc máy này nhá. Cái giống nhau nhất các bạn có thể thấy được là đó là về thiết kế. Có thể nói rằng thiết kế dòng A năm nay của nó quá là tuyệt vời đi. Nó rất là đẹp, mình cực kỳ thích. Hai chiếc máy này đều giống nhau ở một điểm, đó là đều có khung kim loại. Và mặt trước và sau được làm được kính cường lực, được làm cong 2.5D, đem lại cảm giác khi mà vuốt từ viền vào hoặc là cảm giác cầm nắm thì nó rất là tốt. Chất lượng hoàn thiện của hai chiếc máy này mặc dù đều là tầm trung, nhưng mà những gì chúng ta thấy ở đây thì đều là cực kỳ cao cấp. Chất lượng gia công quá là ngon luôn. Tất cả những chi tiết, ví dụ như là mặt trước, mặt sau, rồi cạnh phải, cạnh trái có cái gì thì gần như là giống nhau hết, cũng không có gì khác biệt cả. Các bạn thấy đây là cạnh dưới này, ngay cả cái việc bố trí cái cổng micro USB bị đặt lệch bên dưới thì cả hai máy cũng đều giống nhau luôn. Tôi tò mò đã nhắc đến điều này trong video so sánh A5 và A7. Điều khác biệt bên ngoài duy nhất của hai chiếc máy này có lẽ là vị trí của khay SIM. Chúng ta có thể thấy rằng là bên cạnh phải của hai chiếc máy thì đều có khay SIM rất là to. Tuy nhiên thì ở phần cạnh trên thì A5 có thêm một cái khay nữa, còn A3 thì lại không có. Lý do là A5 bán ra thị trường Việt Nam thì thuộc cái phiên bản mà có hai SIM và có một khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Còn trên chiếc A3 này thì nó cũng hỗ trợ hai SIM, nhưng nếu mà chúng ta muốn cắm thẻ nhớ mở rộng thì có lẽ chúng ta phải hy sinh cái khe cắm thứ hai. Ở phần mặt trước này thì cả hai chiếc máy đều được làm màu đen, cái phần màu này rất là hay. Nó làm nổi bật cái phần nút home ở đây. Cả hai cái nút home này của hai máy thì rất là giống nhau, tuy nhiên thì lại cũng khá là khác nhau đấy. Ở trên chiếc A5 thì đây là một cái cảm biến vân tay, còn trên chiếc A3 thì đây chỉ là nút home thôi. Nó giống như kiểu là trên A5 thì đây là hàng thật, còn bên A3 bên này là hàng bơm ấy. Nhưng mà nói chung thì cái là đẹp thì đẹp giống nhau. Cái tiếp theo mình muốn so sánh đó là về màn hình. A3 thì có kích thước nhỏ gọn hơn rất là nhiều, các bạn thấy đấy trên màn hình rồi. Kích thước màn hình của em nó chỉ là 4.7 inch thôi, còn trên chiếc A5 thì là 5.2 inch. Về độ phân giải thì nó cũng khác nhau. A5 thì kích thước màn hình lớn hơn nên độ phân giải nó cũng phải lớn hơn rồi, là phân giải Full HD. Còn A3 thì là độ phân giải chỉ là HD thôi. Cả hai màn này thì đều là Super AMOLED, thế nên là về chất lượng hiển thị thì cũng không có gì phải bàn cả. Cả hai đều rất là tuyệt vời. Có chăng là màn hình của A5 thì nó nét hơn so với A3 thôi, vì độ phân giải nó cao hơn, thế nên là mật độ điểm ảnh nó cũng lớn hơn. Nhưng mà đấy là nếu xăm soi kỹ, chứ còn thực ra nhìn bằng mắt thường thì cả hai chiếc máy này đều có cho một cái chất lượng hiển thị cũng khá là tương đương. Và có một điểm mình rất là thích trên hai chiếc máy này, đó là viền màn hình cực kỳ mỏng và sexy. Tiếp theo sẽ là sự khác nhau về cấu hình và một số các tính năng. Về cấu hình thì rõ ràng là A5 nó vượt trội hơn hẳn so với cả A3 khi mà nó sử dụng con chip có đến 8 nhân và xung nhìn 1.6GHz cùng với mức RAM là 2GB. Còn A3 thì khiêm tốn hơn nhiều ấy. Với con chip chỉ có 4 nhân với xung nhìn là 1.5GHz và có mức RAM là 1.5GB. Cái chiếc máy này thì đều có bộ nhớ trong là 16GB và đều có thể hỗ trợ mở rộng bằng thẻ nhớ lên là 128GB. Về camera thì cả hai chiếc máy này đều có thông số khá là giống nhau, với camera sau với độ phân giải là 13MP và camera trước sẽ là 5MP. Tuy nhiên thì trên chiếc A5 camera thì có nâng cấp hơn một chút khi mà nó có khả năng chống rung quang học, còn trên A3 thì lại không có. Về sự khác nhau giữa chất ảnh hai cái máy này thì có lẽ là mình sẽ phải nhờ máy bay thôi. Và vì kích thước của hai máy là khác nhau, thế nên là về cục pin hai máy chắc chắn là cũng sẽ khác nhau rồi. Cục pin của A5 sẽ là 2900 mAh, cục pin của A3 sẽ chỉ là 2300 mAh thôi. Thật ra nghe thì bé hơn thế, nhưng mà A3 thì kích thước màn hình bé hơn này, độ phân giải không phải là cao, cấu hình thì cũng nhẹ nhàng. Như vậy cục pin với dung lượng vừa rồi cũng dễ chấp nhận. A5 thì có thêm một cái tính năng cao cấp nữa mà A3 không có, đó chính là khả năng sạc nhanh. Nhưng mà mình nghĩ thì cũng hợp lý, bởi vì cục pin của A5 thì nó to hơn mà. Mà A5 sở hữu nhiều tính năng cao cấp hơn thì cũng phải, bởi vì mức giá nó chênh lệch khá là nhiều so với cả A3. A5 thì bây giờ có mức giá khoảng 9 triệu đồng, còn A3 sẽ chỉ là khoảng 6 triệu rưỡi thôi. Sự chênh lệch thì có vẻ là hơi lớn, nhưng mà những gì chúng ta nhận lại trên A5 thì mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng. Và vừa rồi là một video so sánh nhanh những điểm giống khác nhau giữa hai chiếc máy đời 2016, một bên là A5 và một bên là A3. Vậy thì sau video này các bạn thích máy nào hơn? Các bạn sẽ mua máy nào? Hoặc là các bạn muốn hỏi thêm gì về hai chiếc máy này thì hãy để lại phần comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.